Xin chào cả nhà. Ở đây là ở đâu? Ở đây là ở thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi sẽ đưa quý vị đến một cái trung tâm mua sắm. Nó có cái tên là Mayfield Common. Cái chỗ này á, nó nằm ở ngoài. Ở ngoài thôi quý vị ơi, không phải nó nằm ở trong. Hôm nay trời còn lạnh á quý vị, trừ 17-18 độ, cho nên tôi chỉ có lái xe dẫn quý vị đi một vòng thôi ha, để cho quý vị biết cái chỗ này là sao ha. Thì ở đây thì mấy cái tiệm nó nằm như vậy đó, nó nằm ở ngoài ngoài đó. Cho quý vị nhìn bên phải ha. Xe ở đây miễn phí, quý vị không cần phải trả tiền, đậu đâu cũng được. Xong rồi quý vị đi mua sắm gì ở đây đó, để có cái tiền bán đồ vào trong nhà này. Đây cũng có nè, từ hôm nay lần đâu quý vị. Sao ít người vậy ta?
lành quá, không ai đi. Xin chào quý vị ha, hẹn quý vị lần sau nha. Ok, bye bye.